Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải Nam ơi. Ở video này thì Khải sẽ làm một video, đó là Khải mua một cái món mì bánh xấu để chuẩn bị anh em đủ hiểu vấn đề gì rồi anh em ạ. Để chuẩn bị chúng ta sẽ bấm lên mày bot nha. Và anh em cùng chờ đợi xem thử liệu Khải lên được xếp mì bánh bao nhiêu nha mọi người. Ok anh em ơi, bây giờ thì Khải đang giao dịch di chuyển anh em ơi. Đây. Di chuyển mì bánh xấu dòng 1 nha anh em. Khải mua dùng chừng nữ này mà. Đây, đó. Tiếp theo Khải sẽ mua ngọc bội và hai cặp nhẫn. Chung này thì mua hơn 3 triệu một tí nè, đó. Rồi, quá tuyệt vời. Ok, đã ban tiền luôn. Ok. Rồi, sau khi mua cái ngọc cái dây chuyền này thì anh em đủ hiểu vấn đề là tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì rồi anh em. Đó. Và sau khi Khải sắm được xếp may mắn nào ổn thì Khải sẽ bắt đầu lên sàn bêm lên bài bot cho anh em xem nhé. Và anh em hãy chờ đợi cái series bêm lên bài bot của mấy chỗ S8 Phật Sơn Kiến Sử này. Liệu Khải sẽ sang được món siêu phẩm hoặc là như thế nào, hay là sắp mạch hay là ra đảo ra khơi đây. Anh em cùng chờ đợi những video tiếp theo. Và ví dụ như Khải mua được món may mắn nào thì Khải sẽ show cho anh em xem. Và sau khi tương đối, ví dụ như gần tương đối đủ một set, thì Khải sẽ bắt đầu mua lên bài bot và cũng như là bam cho anh em xem. Và đừng quên hãy chờ đợi cái series bam lên bài bot này ở những phần video tiếp theo từ kênh YouTube của Di Khải Minh. Chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ và bye bye.